Từ ca bệnh là bảo vệ một công ty trên địa bàn quận Thanh Khê, ngày hôm nay Đà Nẵng đã ghi nhận hàng loạt các ca mắc khác lây nhiễm từ ca bệnh này. Công tác khoanh vùng, truy vết và xét nghiệm đang được Đà Nẵng khẩn trương tiến hành để sớm kiểm soát ổ dịch phức tạp. Tính đến chiều nay, Đà Nẵng đã có thêm 18 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại Đà Nẵng là 24 ca. Công ty nhựa Duy Tân, số 145 Điện Biên Phủ được CDC Đà Nẵng nhận định là điểm xuất phát của chùm ca bệnh vừa xuất hiện. Theo tiểu sử dịch tễ, bệnh nhân là bảo vệ của công ty này đã có tiếp xúc với một lái xe chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 6. Lái xe này sau đó trở lại thành phố Hồ Chí Minh và được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 15 tháng 6. Do đó, nhận định ban đầu của CDC Đà Nẵng là nguồn lây nhiễm lần này trên địa bàn nhiều khả năng là từ thành phố Hồ Chí Minh. Từ ca bệnh là bảo vệ của công ty nhựa Duy Tân, nơi tôi đang đứng, thì ngày hôm nay thành phố Đà Nẵng đã xác định là đã có một chuỗi lây nhiễm mới với con số lên đến hàng chục. Trong đó thì có 5 người nhà của bệnh nhân và ngoài ra 70 người dân được xét nghiệm gộp trên diện rộng ở khu vực mà bệnh nhân sinh sống thì cũng đã ghi nhận thêm nhiều ca dương tính mới. Và với tình hình lây nhiễm như thế này, thành phố Đà Nẵng đã xác định đây là một ổ lây nhiễm mới ngoài cộng đồng sau 30 ngày an toàn. Và công cuộc phòng chống dịch của Đà Nẵng lại tiếp tục được kích hoạt trở lại. Trong đó, công tác khoanh vùng, truy vết và tổ chức xét nghiệm để chặt đứt nguồn lây đang là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn tới. Trong hôm nay, Đà Nẵng đã quyết liệt truy vết và tổ chức khoanh vùng cách ly. Riêng khu vực nhà bệnh nhân sinh sống đã được xác nhận là điểm lây nhiễm phức tạp vì nơi đây tập trung dân cư lớn, sống trong hẻm nhỏ, đông đúc nên khả năng lây rất phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, để khống chế kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Vinh kể từ 0 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2021. Đồng thời thống nhất tổ chức xét nghiệm sàng lọc thông qua test nhanh COVID-19 cho toàn bộ người trên địa bàn thành phố Vinh với tinh thần càng nhanh càng tốt. Theo đó thì toàn bộ hơn 500.000 người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Vinh sẽ được test nhanh. Kinh phí để test nhanh là 135.000 đồng một người một lần. Những trường hợp được test miễn phí gồm gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế trong xã hội, những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khác. Những người làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp sẽ đăng ký test nhanh tại nơi mình làm việc. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, phường xã tổng hợp danh sách đăng ký test nhanh gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố qua phòng y tế. Việc test nhanh toàn bộ người dân thành phố dự kiến bắt đầu từ tối 19 tháng 6. Tính từ ngày 13 tháng 6 đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 24 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sáng nay xác nhận thông tin một trường hợp là F1 làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bô Sung Việt Nam, khu công nghiệp Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, liên quan trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp F1 này là vợ của người đàn ông 47 tuổi vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào tối ngày 18 tháng 6. Theo lãnh đạo công ty, hiện doanh nghiệp này có 18.403 công nhân đang làm việc. Trường hợp F1 này làm việc ở xưởng A7 truyền may, thường ngày đi làm bằng xe đưa rước của công ty cùng với nhiều người khác. Để đảm bảo an toàn, bắt đầu từ sáng nay, công ty cho công nhân nghỉ làm để cơ quan chức năng phun khử khuẩn. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phối hợp với cơ quan y tế truy vết các trường hợp F2, F3 liên quan đến công nhân này. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lớn nhất và nhanh nhất của thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 27 tháng 6 với 836.000 liều vaccine. Người lao động tại khu công nghệ cao thuộc thành phố Thủ Đức là những người được tiêm đầu tiên. Bên cạnh đó, thì thành phố cũng đang thúc đẩy việc mở rộng nguồn tiếp cận vaccine để đạt được mục tiêu về độ phủ vaccine toàn dân. Những kỹ sư, nhân viên của công ty phần mềm FPT từ sáng sớm đã có mặt để chuẩn bị cho buổi tiêm ngừa vaccine. Vaccine COVID-19 do Nhật Bản viện trợ nhanh chóng được HCDC chuyển đến. Đại diện Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức tiến hành kiểm đếm. Đây là loại vaccine AstraZeneca được cấp phép sản xuất tại Nhật Bản. Cùng thời điểm, tại sân vận động quân khu 7, 350 nhân viên của hệ thống tiêm chủng VNVC cũng tham gia lễ xuất quân chiến dịch tiêm chủng. Tất cả hệ thống từ công lập đến tư nhân, y tế xã phường đến trung ương đều đồng loạt tham gia trong chiến dịch tiêm chủng thần tốc này. 800.000 liều thì trong vòng một tuần, tôi nghĩ rằng với cái mà quyết liệt của thành phố, với các cái huy động của các lực lượng,
hy vọng trong những ngày tới nó sẽ đáp ứng được với cái mà dự kiến. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiếp cận các nguồn vaccine mới, từ đó đến gần hơn với mục tiêu bao phủ vaccine COVID-19 cho người dân thành phố trong năm 2021. Kể cả các điều kiện về kho chứa, tiếp nhận và bảo quản, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ở thế chủ động. Và thành phố đang lên cái phương án là tiếp cận với nguồn vaccine của Moderna. Thì chúng tôi đang hy vọng là thành phố sẽ hoàn thành cái thỏa thuận đối với Moderna để có thể cung ứng vaccine cho thành phố. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có đủ các cái kho lạnh, từ những kho lạnh mà lưu trữ những cái vaccine thông thường, tức là nhiệt độ từ 2 đến 8 độ, cho đến những cái kho lạnh để có thể trữ được những vaccine như Moderna, cỡ khoảng là âm 20 độ, và kể cả vaccine Pfizer. Thì tất cả những cái này Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sẵn sàng và có nhiều đơn vị có thể tham gia, trong đó có nhiều đơn vị sẵn sàng cho Thành phố Hồ Chí Minh mượn các cái kho này. Tính đến hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine COVID-19 cho gần 28.000 người thuộc nhóm ưu tiên theo Nghị định 21. Trong đợt tiêm này, có 650 điểm tiêm chủng được thiết lập để đảm bảo mục tiêu hoàn thành hơn 800.000 liều vaccine trong một tuần. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu nâng cao mức độ phòng dịch trong thời gian giãn cách, trước bối cảnh số ca mắc vẫn đang gia tăng mỗi ngày. Thưa quý vị, chiều nay, ba khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân với khoảng 60.000 người sẽ bị phong tỏa 14 ngày từ 0 giờ ngày 20 tháng 6 để phòng chống COVID-19. Ba khu phố này đã ghi nhận 127 ca COVID-19, trong đó ổ dịch lớn nhất quận tại chung cư E-Home 3, đường Hồ Ngọc Lãm và khu tái định cư ở gần đó, phường 16, quận 8, với tổng cộng 93 ca. Ba khu phố này là nơi hơn 300 doanh nghiệp hoạt động và 4 cơ quan hành chính đặt trụ sở, bao gồm Văn phòng Tiếp công dân của Trung ương Đảng, Tòa án, Viện Kiểm sát quận, Chi cục Thi hành án Dân sự quận. Những ngày này, khi các ca dương tính liên tục xuất hiện trong cộng đồng, những chiến sĩ áo trắng, áo xanh nơi tuyến đầu của Hà Tĩnh đã không quản ngại khó khăn, bất kể ngày hay đêm, đến ngay các điểm nóng để chống dịch. Trở về trạm y tế khi đã quá giờ cơm trưa, chị Hoàng cùng đồng nghiệp chỉ còn hơn 30 phút nghỉ ngơi và bắt đầu công việc buổi chiều. Lực lượng y tế còn phải làm việc xuyên đêm khi địa phương liên tiếp ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Số lượng công việc nhiều, cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều cán bộ y tế kiệt sức. Dạ, mặc đồ thì rất nóng và không có thời gian để ăn. Lượng người lấy mẫu thì đông. Rồi là một lần nếu mà nhà em thay đồ để ăn cơm thì sẽ tốn mất một bộ đồ. Mật công cởi ra, cởi vô và nước thì không được uống. Số lượng mẫu thì lấy nhiều mà thời tiết thì nắng nóng dẫn đến là chị em cũng vất vả, mồ hôi ra nhiều dẫn đến là mất nước. Vì thế là vừa nóng vừa khát, vừa đói, vừa mệt. Còn tại các chốt kiểm soát, lực lượng thực thi nhiệm vụ làm việc 24/24. Sau bữa cơm tối vội vàng, mọi người phân công nhau để thực hiện nhiệm vụ của mình. Chưa hết mệt mỏi vì nắng nóng, cơn mưa lớn bất ngờ lại trút xuống, các anh lại động viên nhau khắc phục khó khăn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Thời tiết mấy ngày hôm nay thì nắng nóng và cuối chiều thì có những cơn mưa giông và đã làm ảnh hưởng đến các cái chốt gác. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi cố gắng khắc phục mọi khó khăn để bám chốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ và chúng ta để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đến nay, Hà Tĩnh đã lập hơn 100 chốt chặn, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Hơn 500 cán bộ y tế được điều động làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm. Những người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đang nỗ lực hết mình, tạo thành lá chắn vững chắc, góp phần cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh.